các bạn, mình tên là Phan Thị Quỳnh Như. Mình vừa nhận được visa đi du học Mỹ và thật sự bây giờ mình rất là vui. Bây giờ mình vẫn còn hồi hộp. Nhưng mà nói thiệt là đây cũng là lần thứ hai mình phỏng vấn rồi. Nên là ban đầu thì mình rất là sợ luôn. Lần đầu á, mình rất là tự tin. Nhưng mà vì một cái số cái hồ sơ của mình nó có bị vấp một chút, cho nên là mình đã bị rớt visa trong lần 1. Và sang đến lần 2 á, thì mình vẫn sợ nhưng mà hồ sơ của mình nó đầy đủ rồi. Và mình vào đó gặp được một lãnh sự rất là vui tính, cho nên là mình rất là tự tin. Mình trả lời to rõ, vì thế mà mình có thể nhận được cái visa. Thì các bạn làm hồ sơ du học ở công ty Tân Đại Dương thì thực sự là rất là tốt. Các chị có thể là tư vấn cũng như là sắp xếp hồ sơ cho các bạn đầy đủ luôn. Vào đó thì chỉ cần có hồ sơ, người ta hỏi cái gì bạn đưa cho người ta cái đó. Rồi các bạn cứ bình tĩnh, tự tin đi. Tại vì ban đầu á, mình rất là sợ. Lúc mà lấy dấu vân tay á, mình rất là sợ luôn. Mình vào đó, mình vẫn còn run, rất là run. Khi mà được cái người lãnh sự ở trong á, chào hỏi rồi bình thường á, thì lúc đó mình mới lấy lại được bình tĩnh. Rồi mình cũng trả lời rất bình thường thôi. Mình tiếng Anh cũng không có giỏi đâu, cũng không có chứng chỉ IELTS, TOEFL gì hết đó. Cũng nói chung là mình cũng vừa mới tốt nghiệp xong phổ thông thôi. Mình quyết định đi du học Mỹ, cho nên là mấy cái bằng chứng chỉ tiếng Anh á, mình không có, mình cũng không giỏi tiếng Anh nữa. Em thấy công ty tư vấn du học Tân Đại Dương thì làm hồ sơ rất là tốt. Em được chị Thảo làm hồ sơ và chị cũng hướng dẫn tận tình cho em. Lúc mà nhận hồ sơ chị cũng chỉ ra là nên đưa cái nào trước, cái nào trước, cách bài trí khi mà để lên cái bàn hồ sơ thì như thế nào. Mình có học với anh Khôi được 2 tuần, cái đó là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai vì mình ở tỉnh cho nên là mình học mới được một buổi sáng thôi, rồi buổi chiều mình đi phỏng vấn luôn. Nhưng mà anh Khôi anh dạy rất là hay, như là những cái câu nào mà người ta sẽ hỏi, rồi những cái câu nào mà có thể là phụ kèm theo, hoặc gặp một số người khó tính thì nên ứng xử như thế nào. Và mình học với anh Khôi được 2 tuần, mình nắm được nói chung là cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mình phải học cả tiếng Việt cả tiếng Anh, thì nếu như mà có cái câu nào mà mình bị vấp tiếng Anh, mình có thể nói qua tiếng Việt. Khi mà các bạn làm hồ sơ du học á, cái quan trọng là các bạn phải biết là các bạn nhận cái trường mà các bạn chọn á, nó có những cái ưu điểm gì. Các bạn phải biết rõ, không cần các bạn phải trả lời hết, chỉ cần các bạn nắm thật kỹ cái hồ sơ của các bạn thì khi người ta hỏi á, các bạn có thể nói ra. Mà đa số là người ta không có hỏi quá sâu, người ta chỉ hỏi những cái đơn giản thôi. Nên là các bạn á, cứ nắm thật chắc cái hồ sơ của mình về cái vấn đề như là tài chính của bố mẹ nè, rồi cái trường mà các bạn học nó nằm ở đâu nè, rồi các bạn sẽ ở đâu nè, cái chỗ đó có gần trường không, hay là những cái câu mà liên quan tới trường, liên quan tới bang á, thì những cái điểm mạnh á thì các bạn nên nói chung là các bạn nên học để mà biết, chứ không cần là các bạn phải nói hết, vì người ta cũng không có hỏi nhiều về mấy cái đó. Nhận được visa rồi thì em rất là vui, và em cũng chúc cho các bạn có thể bình tĩnh, tự tin và nói chung là thể hiện hết mình, đừng run sợ gì cả. Mọi thứ đều là thoải mái hết, giống như mình nè. Ban đầu mặc sơ mi, áo trắng đóng thùng, đàng hoàng chỉnh chu lắm. Nhưng mà đến lần này thì mình mặc đồ như vậy đó, thì cũng không có vấn đề gì hết. Nói chung chỉ cần mình thoải mái là được. Nên là mình mong các bạn là có thể bình tĩnh, trả lời thật tốt và có thể nhận được visa giống như mình.